Nhờ các bạn, trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái phần xác minh doanh nghiệp. Ở đây thì tôi nói tới những cái doanh nghiệp mà có giấy phép đầy đủ đàng hoàng nha. Tôi không phải nói về cái tút fake rồi này nọ. Đôi khi là bởi vì thường thường á, để mà xác minh doanh nghiệp á, thì các bạn vào đây, đúng không? Chúng ta sẽ thấy trạng thái là chưa xác minh này. Ta ấn xem chi tiết này. Nhưng cái nút này á, nó bị ẩn đi, nó không xác minh được. Thì ở đây thì tôi có một cái cách như thế này. Để mà làm được thì chúng ta sẽ mở, chúng ta tạo cái app trên Facebook, đúng không? Rồi, đấy, chúng ta vào ứng dụng của tôi này. Đấy, tạo một ứng dụng mới đây nhá. Đây, ứng dụng Thương Bích ha thôi, rồi chỉ có tôi sử dụng thôi. Rồi, và các bạn chọn cái trình doanh nghiệp này đó. Ta nói không phải là bot, chọn hình có cái xe. Đẹp rồi, gửi. Đấy, chúng ta sẽ vào cái yêu cầu xét duyệt ứng dụng này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay về cái thằng thằng doanh nghiệp nhá. Đã F5 cái này. Đây, chúng ta thấy không? Cái nút xác minh bây giờ nó sẽ sáng lên rồi này. Và chúng ta bắt đầu xác minh. Thì ở đây thì chúng ta sẽ điền đầy đủ thôi. Nếu mà chúng ta có giấy tờ thật này nọ, chúng ta điền đầy đủ thôi. Đấy, ví dụ vậy. Tôi đang xác minh là ở Mỹ. Đây. Đấy. Rồi. Khách sạn luôn. Rồi, tiếp. Cái này là tôi demo nhé, còn nếu như các bạn ấy thì chúng ta phải làm một cái để xác minh nhé, chúng ta phải có cái email doanh nghiệp này. Thì cái này thì chúng ta lại có thể nhờ một cái công ty nào ở Việt Nam đó, hoặc là chúng ta lên Google ấy, chúng ta gọi là tạo email doanh nghiệp ấy, thì chúng ta mới sử dụng được, bởi vì cái này là doanh nghiệp. Ví dụ như là tôi ví dụ admin đây, tôi ví dụ thôi. Đó. Ở đây là tôi sẽ kéo cái giấy phép kinh doanh vào đây này. Thì các bạn cứ chụp thôi. Tôi nói trường hợp đây chúng ta có đồ thật nhé. Chọn ngôn ngữ này, tiếng Việt. Đó. Đây chúng ta xác minh này, tức là chọn cái nó nói này, hóa đơn gì đấy. Thì tôi ở đây thì tôi ví dụ đại nhé, còn nếu như các bạn tải giấy phép lên thì sau một thời gian thì nó duyệt thôi. Đấy, chọn phương thức sẽ xác minh này. Đấy, đấy, ví dụ vậy. Và đây nó sẽ nhập cái mã thì chúng ta xác minh. Thì khi mà xác minh được á, thì nó sẽ hiện lên như thế này nha các bạn. Đây. Thì nó bảo gì thì chúng ta làm đấy thôi, bởi vì chúng ta có đồ thật thì cũng không có ngại.
Do bởi vì là tôi xác minh rồi nên là tôi không tiện lấy cái giấy phép kinh doanh ra để xác minh lại. Xác minh rất là đơn giản, quan trọng là chúng ta bật được cái nút xác minh là được mà. Đây. Đây là thông tin doanh nghiệp. Đấy, đã xác minh. Đó. Và sau khi chạy vào thêm thì tôi được tạo 5 tài khoản quảng cáo sau khi xác minh. Ok. Thì các bạn làm theo từng bước vậy là được nhé, tại bởi vì tôi không có cái không tiện đưa cái giấy phép lên đây. Chúc các bạn xác minh thành công vô cùng đơn giản, không phải thuê dịch vụ gì cho nó đau đầu lằng nhằng, chúng ta chỉ có một cái thủ thuật nhỏ như vậy thôi.